Xin chào bạn, ngày hôm nay mình sẽ tô màu con hải cẩu bố nha. Xin chào bạn, ngày hôm nay mình sẽ làm một kẻ trông bên này. Như vậy là sản phẩm con sâu siêu nhân của mình đến đây là kết thúc rồi. Mình xin chào tất cả các bạn. Và đây là sản phẩm con sâu con của mình cũng đã kết thúc. Mình xin chào tất cả các bạn nhé. Sản phẩm giống con của mình đến đây là kết thúc. Mình xin chào tất cả các bạn. Các bạn như vậy là con hải cẩu bố mình đã tô màu xong. Nếu các bạn thấy đẹp và thấy hay, hãy cho mình một lượt like và lượt đăng ký kênh của mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Như vậy là kẻ trông bét mình đã tô màu xong. Nếu các bạn thấy đẹp và thấy hay, hãy cho mình một lượt like và lượt đăng ký kênh của mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào bạn, ngày hôm nay mình sẽ tô một con lười. Xin chào bạn, ngày hôm nay mình sẽ tô một con rắn đầu chơi nha.
Xin chào bạn, ngày hôm nay mình sẽ tô màu con rắn đầu chơi nha. Các bạn như vậy là con lười mình đã tô màu xong. Nếu các bạn thấy đẹp và thấy hay, hãy cho mình một lời like và lượt đăng ký kênh ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Như vậy là con rắn đầu chơi mình đã tô màu xong. Nếu các bạn thấy đẹp và thấy hay, hãy cho mình một lời like và lượt đăng ký kênh ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều.